Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm Chile và có nhiều cuộc hội kiến với lãnh đạo Chile nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước. Tới thăm và dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở thủ đô Santiago, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn nhân dân Chile luôn gìn giữ tượng đài và công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Chile Carlos Monte và gặp nhóm nghị sĩ hữu nghị Chile Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn Quốc hội Chile sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Roberto Ampuero, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chile là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Roberto Ampuero cũng trao đổi về vấn đề tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Felipe Larrain, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính vĩ mô và hoàn thiện các khung pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường ở hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin. Trước khi kết thúc chuyến thăm Chile, phát biểu tại Diễn đàn Thương mại Đầu tư giữa hai nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mạnh dạn khai thác các cơ hội, đặc biệt là cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện xuyên Thái Bình Dương đang được Quốc hội hai bên xem xét phê chuẩn. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp một số doanh nghiệp Chile quan tâm tới thị trường Việt Nam và chứng kiến lễ ký biên bản của phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile.